Mấy năm lớn rất nhiều đúng Vâng, liên quan đến hoạt động cảng thì ở miền Nam này lớn gấp 3 lần phía Bắc, chủ yếu ở chỗ Hải Phòng. Như vậy là hoạt động chính là phải ở miền Nam. Như là tranh giữa cảng SSIT và Jimlink có thể. Rồi rồi, đúng không? Như đây là liên quan đến Lạch huyện thì phải. Đúng không? Vâng, mình vừa search đúng không? Ở bên Bà Rịa Vũng Tàu, cảng quốc tế gì đấy, đúng không? FP, đây. Đây là SIT, đúng không? Vâng, mình tưởng là huyện nhưng mà không phải. Đều trong miền Nam. Gemalink của bên Gemalink thì rõ rồi. Hơn 3 tỷ đô hệ thống kho vận. Mai kia dự định có thể có cái RCEP đúng không? Rất có thể sẽ có hiệp định đấy. Rồi rồi rồi. Samarang đúng. Đông lớn cũ. Samarang là một quỹ mình nhớ mảng họ đầu tư cũng tương đối bài bản. Trước đó thấy nhớ từng cầm vả lại như vậy đúng không? Rất nhiều các công ty tương đối cơ bản. Ngày xưa này như là chuyển nhượng từ Halaxin Cap thì phải. Luxembourg. Vâng. Như vậy trước họ cầm 9% nó, sau đó bán dần. Và ông này bán còn sớm hơn cả cánh đồng xanh. Mà sau đó thì Dragon lại nhảy vào, đúng không? Mỗi bên có một view riêng. Đây Samarang này. Rồi, Luxembourg. Bốn như vậy nó bán rất sớm. Có thể hài lòng rồi. Số lượng đội tàu tăng đưa có tàu hải view đưa vào. Rồi, giải trình. Vâng, giải trình năm 20. Quá lâu rồi. Nhắc nhở với chậm giải trình. Rồi rồi. Nhưng mà chúng ta đến thời điểm tháng 5 rồi. Vâng, mình sẽ cố gắng view nốt nhé. Đúng không? Xem rất nhiều thông tin. Đính chính gì đấy. Đúng không? Chả có tức bằng tiền rồi, cái này thì không có gì cả. Đây là họp cổ đông của năm ngoái đây rồi. Samara họ bán liên tục, đây là cách đây một năm đây rồi. Đúng rồi, chúng ta check nốt là có thể kết thúc cái chuyện thông tin được rồi. Đây là kế hoạch đúng không? Ngày xưa chỉ có 700 thôi. Tăng hơn 30% vào tháng 8 cuối năm. Vâng, như vậy trong suốt năm mấy năm qua thì Hải An liên tục đầu tư tàu. Đây là nghị quyết biên bản của năm ngoái. View. Rồi, không có gì. Rồi. Đây là đại hội cổ đông của năm ngoái, khả năng mình đi qua thôi đúng không? Vì bây giờ năm nay có cả đại hội cổ đông của năm nay rồi. Không biết là có thảo luận hay không thôi. Đúng không?
Như vậy kế hoạch của họ đầu tư hai tàu 1.700 têu khoảng 380 tỷ và một tàu 200 tỷ. Như vậy là một tàu tàu cũ đúng không? Là khoảng 200 tỷ. Mà khoảng khoảng đấy. Đấy rồi đúng không? Mình nhớ ông Máng hôm nọ có tổng kết lại là họ định đóng mới 4 tàu, tổng vốn đầu tư là 120 triệu đô, tức là mỗi cái khoảng 30. Tính ra là khoảng 600 tỷ. Trong khi tàu tàu cũ mua thì chỉ độ 200 tỷ một con thôi. Đúng không? Đó, còn lại tàu mới theo như mình đang ước lượng kia đúng không? Như vậy là theo cái size mà quen thuộc của Hải An thì chắc là đâu đó phải khoảng 600 tỷ đúng không? Theo vào lấy cái thông số. Tất nhiên cái này tương đối thôi đúng không? Còn phụ thuộc vào năm tuổi với trọng tải nhé. Nhưng mà đây là cái size quen thuộc của Hải An. Ở đây mình nhớ họ đầu tư 200 tỷ đây một con. Không có rồi đúng không? Từ năm ngoái đến năm nay đều không có biên bản. Trong biên bản đều không có liên quan đến cái gì nhỉ? Cái thảo luận đại hội đúng không? Rất khó. Vâng, đây đánh giá của cái dòng năm rồi. Bây giờ thì chắc họ phải view view 22 chứ, đúng không? Vâng, đây là cái view của tổng thể, đúng không? Của năm 21. Như vậy năm 20 thì như là chỉ có mỗi thằng Lạch Huyện tăng thôi. Vâng, tăng 53%. Các cảng ở thượng lưu thì đều giảm. Từ cái lên đà cho tàu thôi, đấy như đây sửa chữa thì phải. Rồi, giá thuê tàu. Hôm nay chắc là khi phải search cái giá thuê tàu đúng không? Cái hãng Express mở Hồ Chí Minh, sinh Hồ Chí Minh đúng không? Và sử dụng tàu và liên tục tìm cách liên kết. Năm báo cáo thông tin của năm ngoái thì à, vừa 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 là vừa cái đây hơn tháng không thể nhắc cái này. Rồi khả năng chắc là mình cũng không cần phải xem nhiều quá vì cái này cũng là của tổng kết kinh doanh của năm cũ, năm trước, năm trước nữa đúng không? Và kế hoạch của 21 thôi. Ở đây thì mang tính chất là xem qua xem có gì đặc biệt không. Và kế hoạch thì chắc là họ muốn mở thêm một cái depot gì đấy đúng không? Ở trong khu vực miền Nam đúng không? Hình như là cái mét thì phải 300 tỷ. Đúng rồi, đúng không? Đầu tư cảng khu vực miền Nam chiếm 72% đúng không? Vào năm 20. Vâng. Như vậy là cũng hợp lý đúng không? Nhu cầu cao. Rồi khả năng hôm nay mình sẽ dừng đây nhá. Về cơ bản thì hình như là cũng thông tin liên quan đến đến thông tin một năm gần đây trên cà phê là gần như là đã kết thúc rồi. Đúng không? Hình như là không còn thông tin gì đặc biệt nữa rồi. Nếu mà gọi là có cố đúng không? Thì chúng ta vào web công ty xem công ty có gì đặc biệt không? Không? Thì còn lại thì mình nghĩ là không rồi. Và thỉnh thoảng xem mấy thông tin kinh doanh của công ty thôi. Hải Phòng, Hồng Kông, Lai San, cái này chính là một trong những cái tuyến liên kết với ông Jim thì phải, đúng không? Nếu ông Máng là có cái đấy. Vâng. Nhớ Máng là có cái vụ Jim đây này, đúng không? Chắc khả năng là cái tuyến số 2 này. Hải An, Hồng Kông, Lai San gì đấy. Rồi là Hải Phòng, đúng không? Khai thác bằng tàu Hải An Bell có sức chở là 1.200 têu. Xuất phát từ cảng Hải An. Và đọc qua chút đúng không? Đánh dấu tuyến vận tải mới là chính thức đi vào hoạt như vậy là bên này nhưng cũng có một chút thông tin. Rồi, là sẽ check note.
Vâng, hình như có vẻ rất khó xem phim. Rồi, đúng rồi. Mùng 1 tháng 3 2022 như vậy là cũng rất mới đúng không? Đây của đông lên rồi. Vâng, tin gần nhất là tháng 8 của năm ngoái, như vậy là không có gì cả. Và chủ yếu chúng ta có mỗi thông tin này và thông tin này thôi. Chính là cái này. Vâng. Nam Sa đúng không? Vâng. Đầu tiên là khai thác một tàu khai thác hàng tại một cảng của Trung Quốc đại lục. Rồi, cũng có băng rôn chào mừng. Trước đó Hải An đã mở tuyến nội Á đi Hồng Kông, đi Sing đúng không? Nam Sa. Vâng, đây theo mình search đúng không? Giải thích của họ là một quận, thành phố cấp phó của tỉnh Quảng Châu. Rồi rồi, Quảng Châu, Quảng Đông đây rồi. Rồi rồi rồi, đúng không? Ngay khu vực gần đấy. Và mới nhá, rất mới, 29 tháng 3. Ừ. Rồi, đúng không? Như vậy là mới. Cái này là họ mở tuyến thôi. Một tuyến đi từ Hải Phòng đó. Hồng Kông. Đó. Đây là Nam Sa, đó. Đây là Quảng Châu. Là Hải Phòng. Đó. Cái này chạy bằng con Anbel. Ben gì đấy, đúng không? 1.200 tiêu. Rồi. Mới nhá, đúng không? Hôm nay cũng bắt đầu từ tháng 3. Rồi, rất mới. Và mình đọc lúc này xem như là 1 tháng 3 đúng không? Hôm nay cũng rất mới. Tiếp nhận thành công tàu container thứ 9 mang tên là An Biên Bay đúng không? Đợt trước thì mình thống kê được rất nhiều. Đúng không? Ở đây đếm tận 10 mới chả hiểu sao bây giờ lại chỉ có 8 và cái kia là cái thứ 9. Vào ngày 28 tháng 2 đúng không? Công ty tiếp nhận thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, tên cũ là Putna gì đấy, đóng tại Nhật. Đúng không? Như vậy là chúng ta có tàu tàu tiếp đúng không? Thời gian chính là tháng tháng 3 của năm 2022 đúng không? Cái này rất mới và tên này đúng không? Cái này thì không có chữ Hải An nào. Biên bay. Vâng. Rồi tiếp nhận thì tại, tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đóng tại Nhật vào năm 2008 và cũng là loại tàu cũ 14 năm rồi. Tàu có trọng tải là 25.800, sức chở là 1.794 TEU đúng không? Rồi trong đó trên boong đây đúng không? Dưới hầm tàu đây, tàu có 319 feet cắm lạnh 20,1 hải lý đúng không? Rồi tàu sẽ cho thuê với đối tác là TS Line đến hết tháng 3 năm 2022. 4 tháng à, đúng không? Sau đó được bổ sung vào khai thác tuyến nội địa. Rồi. Và như vậy có thể trong mấy con tàu này ông cho thuê hoặc là ông bán đúng không? Nhưng mà không thông tin gì cả. Điện bay. Vâng. 1.794 TEU thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Và thời điểm tiếp nhận là
28 tháng 2 đúng không? Cực mới. Lúc này tổng trọng tải đúng không? 13.000 têu. Đấy là thông số mình ghi nhận được đúng không? Ông cho thuê có mỗi 1 tháng thôi, sau đó thì sẽ khai thác tuyến nội địa. Rồi, như vậy là hôm nay thông tin cũng ok rồi nhá. Khả năng buổi tới là mình sẽ chuyển sang báo cáo tài chính. Và hôm tới chúng ta sẽ quay sang báo cáo chính để xem có gì đặc biệt đúng không? Dù sao thì thông tin gần như rõ ràng rồi, ok nhỉ?